Ôi, em ơi, để chiều mang đi sửa. Em gái của chị ơi, tỉnh lại đi. Em ơi. Ôi. Rồi, chưa cách cổ truyền được luôn kìa. Tưởng hỏng luôn. Ui, khói rồi. Ôi, ôi. Cháy rồi, cháy rồi. Tôi có nổ không? Nổ không? Nổ ấy. Không khéo này nổ. Băng, băng, băng. Đùa. Đức em hỏng thật đó. Đức Anh đây, hàng Việt Nam chất lượng cao đây, đôi khi còn hỏng. Thế mà em đã đòi bỏ. À, ui, đi về mẹ. Đâu, mẹ. Mẹ làm gì đây? Mẹ nhổ cho sợi tóc bạc đi mà. Sáng mẹ vào bới tóc con. Sáng gì nữa? 9 giờ rồi đấy cô nương ạ. Dậy đi. Buồn ngủ lắm. Lại có sợi tóc bạc nữa đây này. Tóc tàn này hơi bạc nhiều đấy. Để mẹ nhổ cho. Rồi, để cho con ngủ đi. Con buồn ngủ lắm. Thế thì ngủ nướng cùng. Anh em không sửa nữa. Đây, đây, đây. Gì đấy? À, sửa cửa thôi. Ông sửa đi. Nhưng mà không sửa nữa, anh về đi. Anh nghĩ là đi ra sườn. Thôi, ta không muốn sửa thì thôi. Tối, muỗi. Thôi. Em có số điện thoại rồi đúng không? Có gì alo cho anh nhé. Thôi cái thằng thợ cũng không nên hổ. Nhá lằng nhằng. Mở mồm ra, đây giúp cho. Chú Kha cho cháu mượn cái búa. Đừng có làm cái trò đấy.